ơn toàn thể quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình Chọn Ai Đây. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Sẽ có rất nhiều nghệ sĩ tham gia. Đó là ai? Là những người vô cùng nổi tiếng, được nhiều người yêu thương ở showbiz Việt Nam. Xin giới thiệu người đầu tiên, đó chính là Lê Dương, Bảo Lâm. Cậu Bình Lợi, Lâm Vĩnh Dạ. Ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Mi Thiên Trang. Trời ơi, công chúa. Quân Lâm. Đẹp luôn á. Này quay tới mấy giờ nghỉ vậy anh? Ủa, anh khổ cơ chưa? Cái tạ là mình để chân thôi hả? Để từ chân em mượn tập. Không có, không có cần tập. Trời ơi, bị tập nó bắt anh nhảy 24 tiếng đó trời. Trời ơi, anh tập chung cơ ra ngoài luôn á anh Dương Lâm. Ê, đầu, ê, mặc váy trên đầu ta bớt nhúng. Rồi, mời tất cả mọi người ngồi nào. Dạ. Bú ca. Dạ. Cái động cơ nào mà em dám mặc cái đầm công chúa vậy? Dạ, tại vì em nghĩ mình đẹp. Mình đẹp. Wow. Là con trai phải xinh. Là con trai phải xinh. Em thấy ở dưới khán giả im lặng không? Anh ơi, em thấy cái đó phải cái đầm anh. Cái giống như quấn mà khúc giải gì lên anh. Không, cái này là cái mùng của bà ngoại Buka. Bà ngoại Buka. Hiếu à, Hiếu có một câu nói gì với các bạn không? Hôm nay muốn nói chỉ khen BB Trần thôi. Thấy cái lúc giả gái thì cũng rất là giống, mà nay giả trai thì cũng rất là giống. Dạ. Luôn. Giả trai. Giả trai. Ủa, BB Trần thì tên gọi của em là nam nữ nghệ sĩ mà anh, cho nên là nam hay được hay nữ đều được hết á. À dạ. Thì BB Trần là hôm nay là làm cái bộ râu giả rất là đẹp với mọi người. À không, anh râu thiệt, râu thiệt anh. À em có thể có râu hả? Có thể có râu hả? Có chứ, em là em đang theo cái hình ảnh mà nam tính mạnh mẽ và gợi cảm anh. Harry Won, dạo này cái trình tiếng Việt của em như thế nào rồi? Thì tiếng Việt của em càng ngày càng tiến bộ hơn. Rồi bây giờ Lê Dương Bảo Lâm ơi. Dạ sao anh? Hãy cho một câu lèo lưỡi cho Harry Won nói nào. À, con còi cạo công công cái cẳng cao cao cổ công cẳng cao con cò cò cắn cò cái cắn cái cò cái cắn cổ cắn cẳng cò con cào cào cấu cấu cò cái cười cười. Rồi nói đi em. 2, 3. Cho em chuyển chỗ được không? Hay thua quá. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ dừng cái màn giao lưu lại để chúng tôi cũng gặp gỡ hai nhân vật khách mời ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin thưa luôn là dù ai thắng ai thua thì tiền vẫn về một nơi, đó chính là Đạt Tri và Duyên. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chương trình chúng tôi chào đón một cặp đôi, đó là Đạt Tri và Duyên, là một cái cặp gọi là tri kỷ trong âm nhạc, cùng nhau sáng tác, cùng nhau biểu diễn. Và vị trí của Đạt hiện tại là vị trí O. Và Uyên là vị trí X. Chúng ta đi từng chơi caro rồi. Dạ.
Bây giờ chúng ta sẽ nói về luật chơi nhé. Luật chơi chọn ai đây? Hai người chơi caro với dấu X và dấu O. Họ sẽ lần lượt chọn một trong 9 nghệ sĩ cố vấn. MC đọc câu hỏi, nghệ sĩ cố vấn đưa đáp án. Nhiệm vụ của người chơi là quyết định tin hoặc không tin đáp án. Nếu quyết định đúng, ký hiệu của bạn sẽ được đánh vào ô bạn đã chọn. Nếu quyết định sai, ký hiệu của đối thủ sẽ đánh vào ô bạn đã chọn. Quyết định tin hay không tin vô cùng quan trọng. Người chơi nào ghi được 3 dấu X hoặc O liên tiếp hàng ngang, dọc hoặc hàng chéo đều thắng. Hoặc ai ghi được 5 dấu trước tiên sẽ giành chiến thắng trong vòng đó và tiến vào vòng trong. Và bây giờ cùng đến với trận đấu đầu tiên. Wow. Đạt có niềm tin ở ai? Cho em một cái biểu cảm nào mọi người ơi. Đem ơi. Hãy đặt câu hỏi cho anh đi nào. Ờ, cái này giống cái phố quá. Đạt ơi. Chị thích những bài hát của em lắm á. Em chọn gì? Ví dụ chị thích bài gì? Anh sẽ về nhưng không phải hôm nay. Kỳ này là mình hát hay đọc rap vậy? Dạ, rap. Anh sẽ về nhưng không phải hôm nay. Anh sẽ về hôm nay uống hơi say. Rồi, hy vọng hai bạn sẽ có những quyết định chính xác. Cái việc người ta đưa ra câu trả lời như thế nào là việc của họ. Việc của chúng ta là tin hay không tin. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được phép vòng đầu tiên bắt đầu. Rồi, hai bạn cũng sẵn sàng. Bây giờ quảng tôi xì. 1, 2, 3. Rồi, người thắng được quyền quyết định. Duyên đi trước. Rồi, em chọn ai? Em chọn chị Dạ. Ôi, chị Dạ. Sai luôn rồi. Em sẽ sáng mắt ra về người phụ nữ này. Câu hỏi của Lâm Tử Dạ. Ai là nghệ sĩ V-pop đầu tiên có 4 MV cán mốc 200 triệu view? Trời ơi, em biết. Cái này dễ ta. Đúng rồi, em phải chọn anh nè. Ca sĩ bên này nè. Cái câu này anh rành lắm nè. Câu hỏi hết sức đơn giản. Trời, chợ có phim truyền hình không à? Xong rồi. Theo cái kiến thức về âm nhạc của chị. Kiến thức hơi mỏng nha. Không, em đã từng học trường nhạc viện sân khấu. What? Nhạc viện sân khấu. Đó là khoa thanh nhạc trong trường sân khấu. Thì câu trả lời của Lâm Vĩ Dạ đó chính là ca sĩ có những ca khúc như sau. Chạy là bà đó. Nói ít ta còn tin nha chị. Chị đạo nhiều hồi hộp quá, thành câu giờ đó chị. Đúng. Để chị đúng là không nè. Đó là hồi ca sĩ mà thời gian vừa qua trời đã ơi, được thiệt rất đó. Nhiều khán giả yêu thích cũng như là các ca khúc của bạn ấy. Hồng Nhan, Bạc Phận. Đó chính là Chuck. Ủa chị mới kể có hai bài. Phận. Sóng gió. Yeah. Cảm ơn nha. Tình đời. Ba bài rồi. Em gì ơi. Anh đừng có gạt em. Đó là bài em gì ơi. Rồi. Theo Dạ, đó chính là Chắc. Phải có chữ khờ phía sau nha. Chắc. Và Uyên thân mến, tin hay không tin? Em chọn tin. Tin. Tin là đáp án. Đó là ca sĩ mà thời gian vừa qua đã được rất nhiều khán giả yêu thích. Hồng Nhan, Bạc Phận, Chắc. Phải có chữ khờ phía sau nha. Tin là đáp án. Chính xác. Yeah. Hay. Giỏi quá. Cảm ơn chị. Bây giờ là lượt thứ hai, mời Đạt. Đạt. Tin anh đi. Đạt ơi Đạt. Em nghĩ là cái những cái khúc an toàn nhất thì em nên chọn những người mà dễ tính nhất. Trung thực. Dễ tính nhất. Đúng rồi. Em chọn chị Harry Won hả? Trời ơi. Em cứ tin chị đi. Chị sẽ cho em. Em ơi đừng tin bả lừa đấy. Đạo diễn châu Á đầu tiên đoạt giải hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất của Oscar tên là gì? Trời ơi. Vô tủ rồi. Vô.
gà. Kính thưa quý vị, mình là người nước nào? Dạ người Hàn Quốc ạ. Đúng rồi. Thì người Hàn Quốc đầu tiên đạt được cái giải Oscar em có coi chưa? Dạ có ạ, em biết phim đó ạ. Em biết luôn phải dạ. không? Em Việt Nam em cũng biết phim đó mà. Phim đúng ký túc xá cái gì? Trời ơi. Nó có chữ ký thì có ký đó. Đây. Đó. Đấy, mời trả lời. Đáp án của Harry Won sẽ đưa ra là giống như là đây là lần đầu tiên người Hàn Quốc nhận được cái giải Oscar mà không phải là nhận được một cái mà là nhận được bốn cái giải lận. Và người đó làm ra những cái bộ phim là Úc Cha cũng có, Ký Sinh Trùng cũng có. Và nó rất là nhiều cái phim mà người Hàn Quốc rất là thích luôn. Và ông đạo diễn nó tên là... quan trọng là cái tên đấy. Tên của người đó là... Hong Joon-ho, Hong Joon-ho, Park Joon-ho. Bung Chung Ho. Chính xác. Và Đạt có tin hay là không? Nhưng mà em không để ý tiếng tên. 3, 3 em tin. 2 tên. 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 Trời ơi dễ thật rồi. Tên ông đạo diễn đó là Park Hang Seo. Và sự lựa chọn của Đạt Tri là không chính xác. Quá trời luôn, hay quá. Thực ra là hồi nãy là Harry nói đúng. Harry nói đây là đạo diễn Hàn Quốc đầu tiên. Là đúng. Tại cái chú đó là người Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Oscar mà tới 4 giải. Dạ. Có người châu Á đầu tiên. Châu Á. Đó là đạo diễn Lý An. Lý An. Đây là đạo diễn đoạt được 2 giải đạo diễn xuất sắc. Đó là hai phim là Brokeback Mountain và Lie of P. Như vậy là hiện tại đương nhiên dấu ít là thuộc về Uyên. Uyên thân mến, cơ hội đang hơn người ta là mình có 2 dấu, người ta chưa có dấu nào. Hơn mà không có đính cùng hàng. Bây giờ mình chọn hàng cùng đi. Cho anh cơ hội được thể hiện đi em. Giờ rồi mình buồn. Cho Lâm cơ hội được thể hiện. Ế không anh? Ế quá em. Ế quá rồi. Dạo này live stream được không anh? Không, ế ẩm đứng trên lầu quắc quắc vậy thôi, không ai vô nè. Giúp anh vé nha. Em chọn... anh Hồ Quang Hiếu. Duy Yên đang muốn cái gì mọi người biết không? Cô ấy đang muốn chặn đường sống của Đạt Tri. Em cũng thấy được điều đó. Bởi vì sao? Nếu cô ấy đúng nữa là ba hàng ngang là Đạt thua rồi. Như vậy là chọn Hồ Quang Hiếu. Hãy cho chúng tôi biết cầu treo đi bộ dài nhất thế giới là của nước nào? Hiếu là thưa quý vị là hiện tại là gần 200 nước hả? Đã à, từng không, đi qua. Dạ, tới rồi, thôi. Bao nhiêu, bao nhiêu? Em đi có trăm mấy à? Trời ơi. Dữ vậy anh? Một trăm mấy. Cái nước mà anh đi chưa đếm hết nè. Như vậy là đặt nếu như mà gọi là cầu treo dài nhất thế giới thì đây chắc chắn là một điểm du lịch. Đúng. Mà đã đi du lịch là phải tới đây chụp hình. Được nhiều khi chưa? Đi nó cũng không có để ý nhiều đâu anh. Tại vì mỗi cái mình thích cái gì thôi. Ví dụ mình thích đẹp thì mình không có chú ý tới nó dài nhất hoặc là ngắn nhất hoặc là nguy hiểm nhất. Anh Hiếu anh thật thà anh Hiếu nói thật chuyện thà quá. Thấy Duyên thắng được rồi, đáng tin luôn á. Không rồi. Nhưng mà cái này thì em biết vô nè. Cái dài nhất chắc ở Nhật Bản á. Ủa nếu ở Nhật Bản là Hiếu từng đi tới cái cầu đó chưa? Em có đi rồi. Cậu tên là gì? Osawa. Cậu Ajinomoto. Osawa Ayoko. Osawa Ayoko. Ayoko. Dạ. Đáp án cuối cùng là đất nước Nhật Bản. Uy thân mến, có tin hay là không? Tin. Tin. Thưa quý vị, chúng tôi đã nói từ đầu. Tại vì Hiếu là một cái người mà quý vị coi nhiều game truyền hình, quý vị thấy là thật thà lắm. Cũng chả dối gian ai bao giờ. Ví dụ như mà thật thà ai nói gì cũng tin là qua cái chương trình này là anh sẽ không còn là thật thà nữa. Nếu mà anh sao? Lựa chọn của Uyên là lựa chọn không chính xác. Yeah. Câu treo đi bộ dài nhất thế giới là đất nước Thụy Sĩ. Yeah. Cầu có tổng chiều dài là 494 m dành cho khách đi bộ tại Thụy Sĩ được đặt tên là cầu châu Âu. Ban đầu trong đáp án của em là nghĩ tới Việt Nam là bởi vì Việt Nam mình có một bài hát là có chiếc cầu treo bắc ngang qua suối cao thật cao. Cái đó cầu tre mà. Ủa cầu cây hả? Cây cầu ơi. Cây. Ờ, đúng nhầm, nhớ nhầm. Dạ. Thưa quý vị thân mến, vừa rồi một sự lầm tưởng về độ chân thật đã làm Uyên đánh mất cơ hội. Và dĩ nhiên, một dấu O đã được dành cho Đạt Tri, xin chúc mừng. Và bây giờ Đạt ơi, dạ. Tới sự lựa chọn của mình. Em đang có một cái đường thắng ở đây. Em chọn anh BB Trần. BB Trần. Ồ. Người đàn ông với chiếc xe màu hồng. Cái gì vậy? Ủa gì vậy? Đi đâu hả BB? Tạo nét lấy hình. Đi đâu hả? Tạo nét lấy hình. Rồi,
Đây là một câu hỏi dành cho Baby Trần, nhưng lẽ ra nó phải thuộc về Lê Dương Bảo Lâm. Trời ơi, sao ủa, vậy anh? Kỳ vậy anh? Câu hỏi của chương trình là mỗi ngày cơ thể chúng ta sản xuất khoảng bao nhiêu nước bọt? Đó đúng là vô, tôi là vô luôn rồi. Đúng liên quan luôn. Mình là ngày tôi 3 lít á. 3 lít á. What? Trời ơi, chẳng hạn đi. Anh Lâm ơi, nó văng lắm. Đó, cái miệng tôi 3 lít á. Trời ơi, anh vui quá, anh vui ơi. Mát mặt hết. Chúc mừng một ngày một người. Cho xem cái dù được không? Theo em nha, thì tầm khoảng 130 cho tới 1000 lít. Lít 1300 ml. 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 Ủa, cái đó là người bình thường. Còn đối với những người như là anh Dương Lâm hay là Quỳnh Lập thì có thể lên tới 8-9 lít. Chúng một ngày mà sản xuất ra 1000 tức là gần 3 chai nước suối nhỏ nhiều lắm nha. Ở đâu đây mà lúc mà mình ngủ thôi là mình đã có được nửa lít trong miệng rồi. Thưa quý vị, mỗi người sẽ có một lượng nước bọt khác nhau. Dạ. Ví dụ như cỡ Trường Giang là cũng nhiều hơn người thường tí. Và người nhiều nhất Việt Nam là hai người đang so sánh cũng chưa có kết quả là Trấn Thành và Lê Dương Bảo Lâm. Đúng rồi. Là chưa có kết quả ai thắng ai thua. Dạ. Hãy cho đáp án cuối cùng. Câu trả lời của em là từ 150 cho tới 1300 ml. Xin cảm ơn. Cái khoảng an toàn. Đạt chưa thân mến, bạn có tin hay là không? Em không tin ạ. Không tin. Tin là một sự lựa chọn. Mình là ngày tôi 3 lít á. Nói những người như là anh Dương Lâm hay là Quỳnh Lập thì có thể lên tới 8-9 lít. Lúc mà mình ngủ thôi là mình đã có được nửa lít trong miệng rồi. Từ 150 cho tới 1300 ml. Thông tin là một sự lựa chọn. Sai lầm. Niềm tin không dành cho BB Trần, thế nên dấu ít đương nhiên thuộc về Uyên. Xin chúc mừng. Hay chưa? Hay quá. Và bây giờ Uyên thân mến, em đã có một cơ hội hoành tráng lệ lựa chọn công chúa hư hỏng của chúng tôi. Nếu chọn cô ấy mà em trả lời chính xác thì em sẽ chiến thắng. Chọn chị Puka. Đúng rồi. Thời em tới rồi. Không mấy ai chọn tụi em cho tụi em đến này có gì làm em được không? Sáng này. Ủa em còn tồn tại hả? Từ từ sẽ tới các bạn, yên tâm. Puka có câu hỏi. Puka quê ở đâu cưng? Dạ em ở Đồng Tháp quê em có không, nhiều. Anh hỏi thôi không cần hát. Dạ Đồng Tháp. Câu hỏi dành cho Puka thuộc về quê nhà của mình. Wow. Cầu Rạch Miễu nói hai tỉnh nào ở miền Tây Nam Bộ? Cầu Rạch Miễu. Dĩ nhiên là quá dễ rồi, tại vì em thường về miền Tây mà. Không, đi Đồng Tháp thì chắc không đi qua cầu này đâu. Dạ đúng rồi. Nó rẽ hai đường khác nhau. Nhưng mà quê bạn em ở Bến Tre. Bạn em là ai? Ghiên Tú Kiệt hả? Không, bạn nhiều lắm. Hải Triều Bến Tre. À đúng rồi, Hải Triều. Cho nên là em biết cái cầu Gạch Miễu là kết nối giữa tỉnh Bến Tre và một cái tỉnh ở bên đây là tỉnh Tiền Giang. Tại vì em biết em có về quê Triều rồi. Mà mỗi lần về quê Triều là em cũng hay ghé lại cây cầu đó, tại cây cầu đó mát lắm anh. Rồi, cầu Rạch Miễu nói hay tỉnh nào? Tiền Giang và Bến Tre. Tin hay là không? Không tin. Không tin. Trời ơi. Người ta quê miền Tây mà không tin. Không tin là một sự lựa chọn. Tại vì em thường về miền Tây mà. Cây cầu đó mát lắm anh. Tiền Giang và Bến Tre. Không tin là một sự lựa chọn. Ai ta. À. Đương nhiên dấu O tròn đã thuộc về Đạt Chi. Hay quá. Hay ho. Hay quá, hay quá. Và bây giờ Đạt Chi thân mến, hãy chọn một nghệ sĩ trao trọn niềm tin. Em chọn anh Lê Dương Bảo Lâm ạ. Tập tạ anh ơi, tập tạ tiếp anh ơi. Anh Lâm, anh trả lời á, anh xích xuống xíu nha, anh đừng xích lên. Câu hỏi của Lê Dương Bảo Lâm là câu hỏi vô cùng đơn giản, mang tính chất khoa học. Rồi. Chuồn chuồn đạp nước là hiện tượng chuồn chuồn làm gì? Trời ơi trùm. Em phải nghe lời anh nha. Tập trung vô. Người ta có bài hát là con chuồn chuồn có cái cánh xanh xanh, nó bay rất nhanh từ hàng cây tới bụi cỏ. Trời ơi, trời ơi, đáng tin nhiều quá. Chuồn chuồn là người ta có câu là anh cũng thiệt, anh hát theo luôn á. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì mưa, bay dừa thì mưa. Ai trả lời vậy? Để cho Lê Dương Bảo Lâm nào. Ông bà ta có câu là
chuồn chuồn bay thấp thì cao. Chuồn chuồn bay thấp thì cao, bay mưa thì... bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay dừa thì râm. Đó, là chuồn chuồn đạp nước là cái hiện tượng rất là phổ biến ở dưới quê. Đó là hiện tượng đến mùa giao phối nha. Ồ. Con gì cũng vậy hết trơn trời. Ví dụ như là con công, nó muốn giao phối nó sẽ xòe cái cánh ra. Còn anh ơi, con là... có cái đuôi. Lên đây. Mẹ cái đuôi. Còn nếu như mà con nhái mà đến mùa giao phối rồi nó kêu là... Cái đó con heo. Cái đó con heo. Tiếp. Nói chung là con gì nó cũng có đặc điểm của nó. Con chuồn chuồn đạp nước có nghĩa là sao? Nó sẽ bay đến những cái chỗ có nước và nó thấy những con chuồn chuồn cái, bắt đầu nó đạp, nó búng cái nước lên và những cái nước đó nó bay lên cái cánh của nó và cộng với cái tia nắng mặt trời hấp thụ vô cái cánh, nó tạo ra một cái cầu vồng rất là đẹp để thu hút con chuồn chuồn cái. Và đây chính là câu trả lời chính xác. Ở dưới quê anh lúc nào cũng có chuồn chuồn đạp nước. Rồi, như vậy Lê Vũ Lâm chọn là giao phối. Nói chung là nếu mà có sai thì em vẫn rất là vui vì anh thuyết phục em. Em tên anh Lê Dương Bảo Lâm hả? Yeah. Và tên là lựa chọn. Sai lầm, sai lầm, sai lầm. Thưa quý vị thân mến, hiện tượng mà chuồn chuồn đạp nước là hiện tượng chuồn chuồn đẻ trứng thôi. Wow. Vì đạt sai lầm nên hiển nhiên dấu ít đã được ghi cho Uyên. Như vậy là bây giờ cơ hội lại tiếp tục thuộc về Uyên. Em chọn anh Quang Trung. Quang Trung. Em hiện rồi. Có công chuyện làm rồi mọi người ơi, nãy giờ thánh lương rồi. Mời anh hỏi em à. Đang nôn nóng quá hả? Dạ. Nãy giờ em tưởng em nào khán giả ngồi coi không anh nãy giờ. Câu hỏi dành cho Quang Trung như sau thưa quý vị. Tuần Lộc kéo xe cho ông già Tuyết được suy đoán là con đực hay con cái? Câu chuyện quá đơn giản mà. Ông già Noel là một nhân vật chúng ta chưa bao giờ có ai nhìn thấy. Coi như là nhân vật tưởng tượng đi, nhân vật trong truyền thuyết. Anh thấy rồi. Anh nằm mơ thấy đúng không? Không, trên TV á. Ông đó là nhân vật người ta đóng thôi. Còn cái ông thiệt ngoài đời thì là con cái chở ông già Noel đi phát quà. Tại sao ạ? Tại vì mọi người nghe có vẻ hơi bất hợp lý. Bình thường là những con, ví dụ như con những cổ xe kéo bằng chó hay là bằng ngựa thì nó là khác. Nhưng mà riêng Tuần Lộc là vì sao? Ông già Noel phát vào mình rất là buồn, rất là cô đơn mọi người. Cần những người phụ nữ khác để tâm sự cho mình. Người ta nói là gì? Bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu nghe chưa? Vấn đề là người ta nói sao? Hai người phụ nữ với lại con vịt ra cái chợ đúng không? Ông già Noel có tới 6 cái bà đó chở mình đi lận vui. Tại vì đi hát bà rất là cô đơn, rất là buồn. Nhưng mà thiệt ra cái vấn đề khoa học là như vậy. Là tại vì trong mùa đông đó, thường á thì con Tuần Lộc đực nó sẽ, cái lượng mỡ của nó sẽ bị giảm đi rất là thấp. Còn con Tuần Lộc cái thì lượng mỡ của nó sẽ nhiều hơn, cho nên là nó giữ ấm cho ông già Noel hơn. Tức là con nữ thì lúc đó mỡ nhiều hơn. Dạ, nó giữ ấm cho nó nhiều hơn, cho nên nó hoạt động trong cái lúc mùa lạnh được. Đây mỡ nhiều. Chọn đúng. Mấy con Tuần Lộc cái để chở mình đi. Chứ là ở nhà tôi là giống cái mà tôi biết lái xe, còn chồng tôi không biết lái. Lựa chọn cuối cùng là Tuần Lộc cái. Tin hay là không? Em không tin anh. Không tin là một lựa chọn. Sai. Sao muốn ta sai như vậy? Thôi em biết câu này hết rồi. Thì ra anh là ông già Noel trong truyền thuyết. Đúng rồi, ta đây. Thưa quý vị, lựa chọn của Yên là lựa chọn không chính xác. Ông già Noel thì dùng Tuần Lộc cái để kéo xe vào cuối tháng 12. Giai đoạn này là giai đoạn Tuần Lộc đực không chịu lành giỏi bằng con cái. Tuần Lộc đực đến tháng 12 bị rụng dần, còn con cái sẽ có khoảng 50% cơ thể là mỡ, giúp nó chịu được nhiệt độ cực kỳ lạnh giá, thậm chí là âm 43 độ C. Thấy chưa, tôi vừa nói khoa học, tôi vừa nói một cái chuyện mà hả, nó nhân văn mà mọi người không tin tôi. Anh Giang ơi, anh Giang ơi, dòm giùm em anh Hữu Hiếu đâu rồi, ngủ hay sao rồi? Về rồi. Ủa, về hả? Đúng rồi. Hiếu ơi, Hiếu. Ủa, sao không nói gì vậy? Anh không có chiêu hết, ngồi lặng im rồi đó, lát nữa nói cái trái quất mới hấp dẫn. Như vậy là một vòng tròn đã thuộc về Đạt G. Ủa mà Đạt sẽ đi đường nào để thắng ta? Thưa quý vị, hết câu hỏi mà nghệ sĩ nào mang về nhiều cái dấu của riêng mình hơn thì chiến thắng. À, em chọn Xuân Vũ. Xuân Vũ. Xuân Vũ. Ủa,
Anh là chuyên ngủ. Em có thấy anh là người duy nhất ở đây đang mất kiến không? Dạ thấy. Tri thức á. Ok dạ, em ra lên. Câu hỏi của Jun Phạm như sau: loài động vật nào có thể ngủ nướng lâu hơn gấu trắng, sóc đất hay ốc sên? Anh em biết câu này nè. Con gì? Quang Trung. Hồi sáng á, rủ nó đi quay, nó hẹn 7 giờ rưỡi mà cuối cùng là 8 giờ rưỡi mới tới anh. Bắt em tại chờ. Vì 7 giờ rưỡi nó mới vô nhà tắm. Bắt em tại chờ. Vì 7 giờ rưỡi nó mới vô nhà tắm. Nói chứ Jun rất là thích xem chương trình Thế Giới Động Vật. Mình bắt đầu mình loại trừ nhé. Có con gấu trắng, có con sóc đất, sóc đất. Ốc sên. Dạ có con ốc sên. Thật ra ba con này theo Jun biết là ba con này đều ngủ ngày hết. Và ngủ rất nhiều. Ngủ rất nhiều. Nhưng mà theo Jun nhá, mình có tin Jun không? Ok em tin anh. Thì con ốc sên nó là con lưỡng tính. Dạ. Nghĩa là nó vừa là trai vừa là gái. Anh nói gì? Anh nói gì? Anh nói gì? Biết em hả? Anh chỉ nói sao thôi. Sao? Thì sao nhìn qua đây? Tại vì anh hiểu anh okay, ít nói. Ok anh chị nghệ sĩ nè. Ta tập trung nè, nó vừa là con trai vừa là con gái nên nó ngủ gấp đôi người ta. Hợp lý. Để nó bù cho cả hai giới tính của nó đó ha anh. Đúng rồi. Vậy theo chú Phạm thì trong chín nghệ sĩ mình ở đây ai ngủ nhiều nhất? Thôi đừng nói về giới tính nữa mà. Đây. Chú Phạm chọn là con ốc sên. Ốc sên. Đạt xin thưa mến, có tin hay là không? Em tin anh. Tin. Và Đạt. Nhưng mà theo Jun nhá, thì con ốc sên nó là con lưỡng tính nên nó ngủ gấp đôi người ta. Chú Phạm chọn là con ốc sên. Ốc sên. Đạt xin thưa mến, có tin hay là không? Em tin anh. Đạt. Chính xác. Yeah. Một con ốc sên có thể ngủ trong 3 năm. Trời ơi. Trong điều kiện bất ngủ lợi. Ngủ như chết vậy. Ngủ 3 năm là vô quán ốc luôn. Tưởng tượng mà hai vợ chồng ốc sên lấy nhau về ngủ 3 năm xong thức dậy không quên mặt nhau, không biết ai là ai luôn. Thưa quý vị, người Mỹ có câu là the best for last, tức là những gì quan trọng nhất là cuối cùng quên làm. Wow. Yeah. Thưa quý vị thân mến, đây là lượt trả lời của Uyên. Nếu như bây giờ Uyên trả lời chính xác thì dĩ nhiên 5x nhiều hơn là 4 ô. Dạ. Nên bạn chiến thắng. Còn nếu như bạn trả lời sai, Đạt sẽ là người chiến thắng. Câu hỏi dành cho Quỳnh Lập như sau: bức tranh đám cưới chuột trong làng tranh dân gian Đông Hồ có bao nhiêu con chuột? Ồ. Cái bức tranh đó có bài hát luôn á. Hát đâu? Làng thang dưới gốc cây có một anh chuột béo. Làng thang dưới bữa cơm xong có một bầy chuột công. Trời ơi, thôi dơ rồi chị ơi, dơ. Cái tranh mà đám cưới chuột đó là cái tranh dân gian Đông Hồ. Ai cũng biết rồi. Mà cái tranh dân gian Đông Hồ là thể loại tranh mà ta khắc trên gỗ. Hay quá. Mà ít mọi người biết cái chuyện nó khắc trên gỗ là bởi vì mọi người hay nhìn nó trên iPad hay là trên điện thoại hay là bất kỳ một bức tranh mà sao chép lại thôi chứ không có biết nằm trên gỗ. Thôi bây giờ mình phân tích về gia đình của đám cưới chuột đây nè. Đám cưới chuột mà giờ mình đám cưới chuột, trong cái đám cưới mình phải đếm coi, ví dụ đám ông cưới chuột, cưới rể, ông cô dâu, chú rể, cô dâu. Chú rể là 2. Ba má cô dâu. Ba má cô dâu là 4. Ba má chú rể. 6. Rồi xong rồi. Chú rể phụ. Dâu phụ. Dâu phụ 4 người. Dâu phụ là 4 người chứ vậy? 4 người, 4 con. Dâu phụ 1 người thôi. Phụ có người phụ. Dâu trời phụ, sao lại có. Dâu rể phụ 1 người. 8 rồi. Đó. Rồi xong bây giờ nó có được con khác ăn uống. Không, gian bưng quả. Bưng quả đúng không? Bưng quả giờ cho bưng quả. Bưng quả cho 2 thôi. Chứ sao bức tranh nhiều quá. 10 đúng không? 10 chưa? Là 10. Quay phim chụp hình. Em ơi. Ăn đám cưới là phải có khách cho 2 khách. Đó, có nghĩa rằng là một bức tranh 13. Nó mang tính truyền thống, hồi đó đâu có cái vụ mà MC quay phim chụp hình. Còn nhưng mà có người bảo vệ nữa. Em đừng có tào lao quá chung ơi. Mình nói chuyện một cách tri thức đi. Nó 2 khách ăn nữa là coi như 12. Con số cuối cùng là có 12 con chuột. Uyên thân mến, bạn có tin hay là không? Uyên ơi, đám cưới có 12 người sao làm? 4 3 Em 2 Tin. Tin. Nếu như chính xác, Uyên chiến thắng. Còn nếu không chính xác thì ngược lại, Đạt đi tiếp và Uyên ra về với 5 triệu đồng. Dĩ nhiên tiền nó cũng là một mối thôi. Dạ không. Dạ hai mối mà. Hai mối. Dạ, vâng. Chúc mừng, cuộc đời vẫn còn đẹp. Chứ anh là hết đẹp rồi. Sự lựa chọn của Uyên. Là sự lựa chọn.
Chính xác. Thưa quý vị thân mến, bức tranh được chia làm hai phần với 12 con chuột và một con mèo. Tầng trên là cảnh chuột dâng lễ cho mèo gồm 4 con chuột, tầng dưới là cảnh đón dâu với 8 con chuột, chứ không có ba má chuột nha. Như vậy là người sẽ dừng lại là Đạt với phần thưởng là 5 triệu đồng, và giải thưởng ở vòng trong nó sẽ cao hơn. Thưa quý vị, trước khi đến phần tiếp theo, chúng ta cùng giải lao trong giải lao. Ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón hai nghệ sĩ kế tiếp tham gia chương trình. Họ chính là Lan Phương và Phương Lan. Cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình. Lan Phương sẽ là dấu O và Phương Lan sẽ là dấu X. Dạ. Lan Phương thân mến, nếu mà được lựa chọn, mình sẽ lên đó ngồi ở vị trí nào và xuống đây sẽ lại? À, Hồ Quang Hiếu, Hồ Quang Hiếu. Tại sao? Thì có phải ngây thơ đáng yêu, chắc là anh ấy xuống đây chắc chắc cũng dễ bị lừa. Và Phương sẽ là một trong những người lừa. À, thì ra là vậy. Anh quá thật thà. Ý là Hiếu là người dễ bị lừa và Phương chính là người lừa Hiếu. Thế nên Phương Lan thân mến ạ. Dạ. Em đang đối đầu với một đối thủ mà sừng sỏ. Thật sự em cảm thấy sợ nhất là MC. Sợ nhất là MC thôi. Ở đây em thấy mọi người rất là thân thiện. Đúng rồi. Thưa quý vị thân mến, cái nhiệm vụ của Trường Giang trong cái chương trình này chỉ là đọc câu hỏi và đọc câu trả lời và nói chuyện với anh em thân thiện với nhau, chứ cũng chưa bao giờ đẩy cái lối suy nghĩ của nghệ sĩ với người chơi nó lạc hướng, đúng không Hiếu? Hiếu là người thật lòng này, Hiếu trả lời đúng không? Thấy anh Toàn chặt chém người ta không? Chặt chém người ta không? Mà cái sự tàn nhẫn nó hiện ra trong mắt của Giang ấy. Khi mà kiểu mình người chơi, mình cảm thấy yêu đuối, mình rất là muốn có một cái sự gì đó ủng hộ, động viên. Nhưng mà cái cách mà ra nói chuyện hay là nhìn, nó mang đến một cái sự tàn nhẫn mà lạnh lùng. Mà điều đó làm cho người chơi bị sai. Anh ơi, sao nói một hồi giống như là anh là người đi về luôn á. Mọi người đi công kích anh Giang quá trời luôn á. Thiệt á, thật thưa quý vị, ai cũng có sự tổn thương. Nhưng em xin giấu để về nhà khóc sau cánh cửa. Còn ở đây vẫn phải nở nụ cười để tiếp tục chương trình. Và bây giờ là vòng thứ hai, xin bắt đầu. Hồng Ánh Tô Si, 2, 3, vô. Rồi thắng quyết định nào? Ủa thắng em thắng bên kia. Rồi thắng quyết định. Sao á? Mời Lê Dương Bảo Lâm đứng lên. Em sẽ chờ chị Harry Wong. Harry Won là một cô gái rất dễ thương. Em thích loại bánh nào ở Hàn Quốc mà giống như là bánh gọi là bánh dưới quê mà nhiều người ăn, dù như Việt Nam là có bánh ú, bánh tét? Bánh gạo. À, bánh gạo. Các khúc ra vậy? Dạ đúng rồi, đúng bánh rồi. Bánh ăn rất là mập nha. Rất mập nhưng mà rất ngon. Nói chung là trên thế giới cái gì mà ngon thì đều mập hết. Cái gì mà ngon thì đều mập. Hay quá. Vậy thì câu hỏi của chúng tôi, bánh dừa ở Bến Tre thường được gói bằng gì? Có bánh gì? Bánh dừa. Bánh dừa. Bà không biết rồi nha. Ai biết? Bánh dừa. Trong bánh dừa nó nhiều nhân lắm, giống như là chuối nè, rồi cái gì đậu đỏ nè, thịt heo. Rồi thịt heo nè. Thịt heo nè. Chị ơi, cái bánh đó bánh tét. Bánh dừa có thịt heo hả chị? Đây có cái kia. Bánh dừa là phải nhân dừa. Có cá nữa. Có cá. Có cá lóc. Có cá nữa kìa. Có cá thịt dừa. Bánh dừa được gói bằng gì? Em biết. Em biết. Em biết. Gọi dây báo. Lao bọc đi, lao. Bình thường. Bình thường nha. Bình thường em thấy đầu những cái món ăn Việt Nam mà lá gói á là đều là lá chuối hết. Trời bé hay quá. Dạ, tại vì lá chuối á
nó cái chất tạo quang rất là tốt cho nên nó giữ được rất là lâu, rất là bền. Nên đồ ăn nó không có dễ bị hư. Còn cái bánh dừa. Quên tên người ta nữa sao trả lời nè. Hồi nay anh nói ai nói là Bến Tre. Bến Tre đúng rồi. Bến Tre nổi tiếng về cái gì? Dừa. Đó. Nó phải cái gì cũng dừa mới được. Đúng rồi. Cho nên em nghĩ là lá dừa. Hay. Xin cảm ơn. Quê đâu? Dạ em ở Huế. Tên này không? Em Tại vì thực ra em nghĩ nếu mà bánh dừa hay là kẹo dừa tất cả đều gói bằng bọc ni lông. Trời ơi. Vậy tại sao tin? Tại vì chị Harry nói là Bến Tre nổi tiếng về cái gì? Dừa. Đó. Cho nên em nghĩ là lá dừa. Kẹo dừa, bánh dừa là ở Bến Tre là dừa. Tại sao người ta không tận dụng cái lá dừa để mà người ta gói? Trời ơi. Em tin chị Harry. Em tin là lựa chọn chính xác. Bánh dừa là cái bánh mà nó dài như này mà khi mình tháo ra nó dài, các bạn biết không? Nó cục như là cái cục gỏi cuốn gì đó. Đó. Bằng cái lá dừa non á. Gói bằng lá dừa. Như vậy là dấu ít đầu tiên đã thuộc về Phương Lan. Dạ. Bây giờ Lan Phương hãy chọn một nghệ sĩ. Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm. Thưa quý vị thân mến, Lê Dương Bảo Lâm là ngoài là diễn viên đóng phim đóng kịch, người mẫu ảnh. Ủa? Rồi làm streamer đó. Và khi bạn đã làm trên mạng á thì rất nhiều thông tin đến với mình. Dạ. Câu hỏi của chương trình như sau: người phát minh ra điện thoại đầu tiên trên thế giới, ông Alexander Graham Bell, đã gọi cuộc điện đầu tiên cho ai? Đây là một câu trả lời mà Lâm rất là rành câu này, bởi vì Lâm có nghiên cứu về nó. Trời ơi. Ông Alexander là có một người vợ nhưng mà ham đi chơi lắm. Đi tối ngày. Rồi một ngày nọ là bà đi lạc. Bà vợ tên là Barbara Run. Thái Lan hả? Đó. Lấy vợ Thái Lan hả? Đi chơi, bà cứ rong chơi ngày tháng, bà quên đường về. Cái ông chồng nói trời. Bà vợ tên gì? Barbara Run. Barbara Prun. Đó là bà đi chơi quanh đường về, cái bị nói trời em cứ vậy hoài sao được, vợ chồng mà em cứ đi vậy mà mỗi lần anh kiếm em cực khổ trăm bề em ơi, vợ con vậy là chết tôi rồi. Nói vậy cái nói trời anh là nhà khoa học mà anh phải sáng tác ra cái gì, anh phải suy nghĩ động não đi, để khi một khi em đi lạc rồi anh có cớ anh tìm em về. Rồi ông suy nghĩ ngày đêm, ông phát minh ra cái điện thoại và ông điện cho vợ ông đầu tiên, là hai người có một bức vách ngăn như vậy nè, đó là hai người gần nhau. Alo nghe không? Nghe. Kể từ đó chiếc điện thoại ra đời là điện cho vợ đầu tiên. Lâm khẳng định là điện cho vợ. Lan Phương thân mến, có tin hay là không? Thì ông Alexander là có một người vợ nhưng mà ham đi chơi lắm, phải sáng tác ra cái gì, anh phải suy nghĩ động não đi, để khi một khi em đi lạc rồi anh có cớ anh tìm em về. Lâm khẳng định là điện cho vợ. Có tin hay là không? Phương tin. Bạc Bararun. Tin. Yeah. He gone hit way. Em phải nói tiếng Anh như thế chứ. He make a phone gone hit way. Nói tiếng gì á? tiếng Anh tôi kiểu Lê Dương Bảo Lâm. I make a phone number để call my wife. Wow. Đây, chúng ta phải lên nghe lời cô ấy, bởi vì chồng cô ấy là người Tây. Đó, cho nên càng ngày tiếng Anh càng đi xuống. Nếu bây giờ sự lựa chọn này là không chính xác thì nghiễm nhiên chúng ta có hai dấu ít. Và đây, thưa quý vị, là một sự lựa chọn. Không chính xác. Trời ơi. Bararun mà chị cũng tin nữa là em. Ok, Bararun này thiệt. Có bao giờ thấy trong lòng chuyện hôm qua ta xem như không đã đi qua rồi, mà nhân gian này cho ta quá hay điên cuồng. Đừng vì phút bạc. Anh bạc cao su ơi. Alo.
chị dễ tin quá à. Đó là trợ lý của ông ấy, tên là Thomas Watson. Và như chúng tôi đã nói, hiện tại Phương Lan nghiễm nhiên đang có 2 dấu X. Cơ hội chiến thắng nếu như lựa chọn Buka mà là chính xác. Và bạn sẽ lựa chọn chị Buka. Trời ơi, Buka là sự lựa chọn. Thưa quý vị, câu hỏi của chương trình là: người phụ nữ sinh nhiều nhất thế giới đã sinh tổng cộng bao nhiêu người con? Câu hỏi này quá dễ. Ở nước ngoài chứ, tại Việt Nam mình là không có rồi đó. Manima Ama là cô đó sinh được khoảng 69 người con. Người phụ nữ ấy tên là gì? Mia Bagata. Trời ơi, em gì ơi, đọc thần chú ý là ví dụ như mỗi năm đẻ sinh một đứa con thì tại vì không á, thể sinh tới cả đời. Gì đó phải. Tại vì mọi người phải biết ở trên thế giới này mình có một căn bệnh là rối loạn buồng trứng. Là khi mà cái buồng trứng của người phụ nữ bị rối loạn á, thì nó sẽ kết dính lại rất là nhiều con ở trong đó. Khi mà mình đẻ một lần mình có thể đẻ được 4 người con. Mà mình một lần mình đẻ được 6 người con. Mà cứ tính thì khoảng đẻ khoảng 5-6 lần thôi là đã rất là nhiều, đúng không? Thí dụ đẻ đứa thứ 20 có khổ không? Sao đẻ nhiều vậy? Không, tại vì bà với chồng bà kết nối với nhau để đẻ ra một đứa con. Kết nối. Mà hơn là đẻ ra được 4 đứa con, xong tới lần thứ 2 tính kết nối đẻ một đứa nữa là 5 đứa là gia đình vui rồi. Nhưng không ngờ lần 2 là đẻ ra 10 đứa. Vui hơn. Vui hơn. Xong như vậy thấy ngày càng vui hơn. Cho nên là vui quá đẻ ra 69 đứa luôn. Và con số cuối cùng là 69. 69. Tin hay không? Tên. Và đó là lựa chọn chính xác. Đó chính là bà Vasiljev, người Nga, đã lập kỷ lục thế giới với 27 lần vượt cạn trong 40 năm. Trời ơi. Trong đó có 16 ca sinh đôi, 7 ca sinh ba và 4 ca sinh tư. Trời ơi. Tổng số con của bà lên tới 69 người. Bà còn được kỷ lục Guinness thế giới chính thức ghi nhận danh hiệu bà mẹ mắng đẻ nhất thế giới. Wow. Và bà là người lập kỷ lục, là người sinh nhiều nhất. Thì Lan Phương là người lập kỷ lục chơi game về nhanh nhất. Trời ơi, chị ơi. Chị hận em. Lý do mà Lâm ạ, chị hận em. Dạ có gì đâu, chị vô chị sổ tràng tiếng Anh là thấy có hình ghi hình được rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ra về. Tạm biệt chị. Chúng ta hãy nói những cái câu ra về bằng tiếng Anh nào. 2, 3. I'm very happy today, I'm enjoy the show. Rồi, thật vậy. Okay. The show must go on, cho nên I go home. Cú Đà Lạt là tôi vô qua. Ok, cảm ơn mọi người. Thưa quý vị, vỗ tay cho Lan Phương. Chúng ta sẽ cùng giải lao trong giải lao. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Chọn Ai Đây. Bây giờ là vòng đối đầu. Duyên sẽ đối đầu với Phương Lan. Luật chơi cũng như vậy thôi, chỉ có điều thắng bước vào vòng đặc biệt, tiền thưởng sẽ cao hơn. Thua thì ra về với 8 triệu đồng. Mời Quảng Tù Xì để chọn ai sẽ trả lời câu hỏi trước. Rồi, thắng. Chị thi trước đi. Phương Lan sẽ chọn Lan. Vị trí nào đây? Chiến thuật phải là anh Lan. Bên anh chiến thuật phải là anh. Bây giờ vô trong đây rồi, không phải đơn giản suy nghĩ. Phải là anh. Ai sẽ là người đưa em lên danh vọng? Tin anh. Ai sạch sẽ, ai mà dễ thương cứ chọn. Anh rất sạch sẽ nhưng mà em thích người chơi dơ. Em chọn BB Trần. Câu hỏi dành cho BB Trần là một câu hỏi thú vị. Dạ. Wow. Wow. Cái xấu hình thành giới tính phụ thuộc vào yếu tố nào? Trời ơi, vô họng. Chương trình muốn lừa tụi mình à. Tại sao lại chọn cá sấu mà không chọn mấy con khác à. Hiểu không? À. Tại cái con cá sấu là ít ai để ý tới. Người tại ta nghĩ chọn cá sấu mà không chọn mấy cá bóng hay gì đó? Dạ đúng rồi, người ta nghĩ là chắc là con cá mà. Cho nên là nó sẽ có gì đó nó khác với con người. Nhưng mà thật sự nó y như con người à. Vẫn là nhiễm sắc thể quyết định tất cả. Rồi, xin cảm ơn. Dạ. Nhiễm sắc thể. Xin hỏi Phương Lan, tin hay không? Dạ, em tin. Tại do là
ví dụ mang bầu mẹ nó ăn uống cái gì đó, ví dụ mẹ nó thích con trai thì ăn rong rêu này nọ vô con trai. Đó đúng rồi. Tin là một sự lựa chọn sai lầm. Trời ơi anh Bibi này. Đúng, bởi vì sao? Bởi vì tôi có hai đứa con trai và tôi không hề ăn rong rêu. Cá sấu hình thành giới tính phụ thuộc vào yếu tố nhiệt độ môi trường. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành trên cả cá sấu được nuôi trong môi trường thí nghiệm và cá sấu được nuôi tự nhiên. Những khoảng nhiệt độ từ 32 đến 34 độ sẽ cho ra đời cá sấu đực con. Còn nhiệt độ thấp hơn một chút, từ khoảng 28 đến 30, cá thể cá sấu cái chào đời. Và khi Phương Lan sai lầm thì nghiễm nhiên Duyên đã có một vị trí đánh dấu tròn. Bây giờ là sự lựa chọn của Duyên, xin mời. Dạ em chọn anh Hiếu. Đó. Em nhớ cây cầu. Bữa nãy thôi rồi còn không. Rồi. Em cho anh sửa chữa sai lầm. Đúng rồi, nãy thì hay tao quá. Giờ ai cũng có một cái sai lầm nhất định và mình có thể sửa được hay không là do mình. Câu hỏi dành cho Hồ Quang Hiếu lại liên quan tới nước Nhật. Nhật nữa hả? Ở mặt ngoài hộ chiếu, có nghĩa là passport của người Nhật có in hình hoa gì? Trời ơi, dễ luôn. Cái này dễ em biết. Nhắc tới hoa Nhật là biết hoa gì. Cái này tôi không biết nè. Chúng ta hát bài hát liên quan tới nước Nhật. Mùa xuân sang có hoa anh đào. Mùa xuân sang có hoa đào anh. Trả lời hết dùm rồi đó. Nó có hai màu, một cái màu xanh với một cái màu đỏ. Ủa, bách bao của người Nhật là hai màu hả? Ý là 5 năm trước thì nó cấp là màu xanh, xong rồi sau này đổi lại thì nó thành màu đỏ. Ủa vậy? Có hai màu, mới đổi lại màu đỏ. À. Dạ. Cái màu nó khác nhau nhưng mà cái hoa in ngoài nó khác nhau. Nó không có khác luôn, nó vẫn là cái hoa anh đào vì Nhật Bản là có hoa anh đào mà. Không hiểu lựa chọn là hoa anh đào. Sakura. Và Uyên thân mến, bạn có tin hay là không? Tin. Em tin. Tin. Ở đây ai nghĩ Hồ Hiếu đúng nè. Em không tin Chun Phạm hơn. Ủa? Tại vì ông Chun Phạm ổng rành về Nhật Bản lắm. Ông nói dạ. Gì? Anh biết là hoa gì? Hoa gì vậy anh? Ai cũng nghĩ biểu tượng của Nhật Bản là hoa anh đào, nhưng mà thật ra biểu tượng của Nhật Bản là hoa cúc. Sao anh không? Nhưng mà câu hỏi của anh Hiếu mà anh đâu được quyền nói. Thì thường thường em thấy anh nhắc nhiều lắm mà. Sự lựa chọn của Duyên là sự lựa chọn. Nó có hai màu, một cái màu xanh với một cái màu đỏ. Vì Nhật Bản là có hoa anh đào mà. Ai cũng nghĩ biểu tượng của Nhật Bản là hoa anh đào, nhưng mà thật ra biểu tượng của Nhật Bản là hoa cúc. Sự lựa chọn của Duyên là sự lựa chọn. Sai lầm. Đó, chưa đúng rồi. Và đáp án của chương trình là hoa cúc thưa quý vị. Giỏi quá. Trên hộ chiếu Nhật Bản có Hoàng Gia Huy với hình ảnh hoa cúc 16 cánh gọi là Kikumo. Ờ, hoa cúc đẹp mà anh. Đây là biểu tượng quan trọng của hoàng gia cũng như của đất nước. Theo nhiều tài liệu lịch sử, hoa cúc có mặt ở xứ sở mặt trời mọc từ thời Nara khoảng thế kỷ thứ 8. Về sau dần trở nên có ý nghĩa sâu sắc trong văn hóa nước này, đặc biệt gắn với hoàng gia. Và hiện tại tỷ số đã được cân bằng vì trả lời không chính xác nên dấu ít đã thuộc về Phương Lan. Chúng ta sẽ chờ đợi Phương Lan lựa chọn một vị trí cố vấn. Em chọn chị Dạ. Lâm Vĩ Dạ là người được chọn. Câu hỏi của chương trình là người phát minh ra chảo chống dính người nước nào? Trời đất. Chảo chống dính là một món đồ vật không thể nào thiếu trong căn bếp của chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng chảo không có chất chống dính, nó sẽ làm khét thức ăn và sẽ mất ngon. Thì theo mà Lâm Vĩ Dạ rất là thích nồi niêu son chảo, mỗi lần mình đi siêu thị là mình mất rất là nhiều thời gian ở cái quầy đó. Và mình cũng đã có nghiên cứu về các loại chảo chống dính. Nó có chảo chống dính mà mặt kim loại có nè, chảo chống dính mà mặt đá nè. Theo và Dạ có nghiên cứu ở trên Google thì người ta nói là người phát minh ra cái chảo chống dính đó. Chị ơi, người chơi đi về hết rồi. Trả lời nhanh nhanh. Nước nào? Từ từ để chị tập trung. Nước. Đó là người nước. Nước.
châu Âu, châu Âu, châu Âu. Châu Âu, châu Âu không, ý là thuộc châu Âu và chính xác đó là người nước Pháp. Như vậy lựa chọn là bây giờ là nước Pháp. Xin hỏi Phương Lan tin hay không? Hoang mang luôn rồi kìa. Dạ không. Hoang mang. Không tin. Không tin là một sự lựa chọn sai lầm. Trời ơi, đúng rồi. Mark Richard, một kỹ sư người Pháp, phát hiện ra liên kết BTFE vào nhôm, thì chiếc chạy chống dính đầu tiên trên thế giới được tạo ra năm 1956. Ông cùng với vợ thành lập tập đoàn Tifo đã bắt đầu bán chảo chống dính. Như vậy là sự lựa chọn của Phương Lan đã đẩy Phương Lan vào tình thế khó và vô tình mang về cho chú Yên một dấu tròn. Wow, lại là muốn sao quyết định nữa. Phải tin chị, em phải tin chị. Tròn. Và bây giờ tại chị nói dài quá. Phương Yên sẽ chọn vị trí để hoàn thành sứ mệnh ba dấu. Không còn ai ngoài chị Fuka rồi. Fuka. Lại nữa. Câu hỏi dành cho Fuka. Dạ. Ở cảnh cuối trong MV Nơi Này Có Anh của ca sĩ Sơn Tùng MTP, cái gì xuất hiện trên bầu trời? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. À, kề phải là vai anh. Kề vai anh. Cầm tay anh. Kề vai anh. Từ bên anh nơi này có anh. Ta la ta 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 ta. Ủa chị đang hát bài gì vậy chị? Nơi này có em ơi, ta là bài của Sơn Tùng á em hát bài gì vậy? Ủa giờ hát bài của sếp em cho đàng hoàng nha. Thôi mọi người cứ cần nghe lời thôi, giai điệu đừng có tính. Là cái bài đó là cuối MV á, thì trên bầu trời đó là sẽ dành cho fan của Sơn Tùng. Fan Sơn Tùng tên là Sky, là bầu trời. Là ở trên đó có mây và một cái đám mây hình trái tim có chữ Sky. Rồi, cảm ơn em. Đám mây hình trái tim có chữ Sky. Dạ. Nghe cũng hợp lý. Chú Yên thân mến, bạn tin hay là không? Hai. Em tin chị. Tin. Sự lựa chọn của Chú Yên là sự lựa chọn cuối MV á, thì trên bầu trời đó là sẽ dành cho fan của Sơn Tùng. Fan Sơn Tùng tên là Sky, là bầu trời. Là ở trên đó có mây và một cái đám mây hình trái tim có chữ Sky. Sự lựa chọn của Chú Yên là sự lựa chọn không chính xác. Không chính xác. Ủa không phải hả? Anh tin sái cổ luôn á, Buka. Ủa chứ em nói là cuối mẹ thầy luôn á. Vẫn có chữ Sky nhưng nó không trên đám mây mà là trên khinh khí cầu. Mà lúc chị coi chị lo nhìn Sơn Tùng thôi. Thôi đi, thôi đi. Đồ dối trá. Chứ chị nghe nhạc của Sơn Tùng hát và nhìn Sơn Tùng thôi. Chị nói đúng rồi gì đó. Chị nói người chị tin như lắm nha. Đúng như là nó có trong sự thật gì đó. Hai người ta rồi. Dựng chuyện. Chị xin nghiếp. Lỗi. Đĩa đặt. Mặc đồ cho đẹp vô mà dựng chuyện. Về đi. Về đi. Đi. Không sao chị ạ. Một dấu ít đã thuộc về Phương Lan. Và bây giờ sự lựa chọn của bạn. Lê Dung Bảo Lâm. C. Câu hỏi dành cho Lê Dung Bảo Lâm. Ốc sên nhận dạng bạn tình bằng gì? Dễ ợt. Ví dụ Lê Dung Lâm đặc sản là cái miệng đúng không? Đúng không? Còn nếu ốc sên là đặc sản là cái chất nhầy của chất nó. Chất nhầy. Thu đi để lại lá vàng, sên đi để lại chất nhờn, thấy ghê. Sên đi để lại chất nhờn, thấy ghê, thấy ghê. Đó, dễ dàng này. Cái bài thơ gì kỳ quá vậy anh? Vậy? Bài thơ gì nghe kỳ quá vậy? Chất nhầy đó ngày xưa là không có biết đâu, tưởng là ốc sên nó phá hoại mùa màng. Ngày xưa là có một ông nông dân, ông ra ngoài ruộng thấy ốc sên nó cắn qua màu của ông. Ông tên gì? Ông tên là anh Ba Khía. Anh ra ngoài ruộng anh bò hả? Anh là anh Ba đó hả? Anh ra ngoài ruộng anh thấy ốc sên nó ăn lúa của anh tức qua nó mới đập ốc sên cái bẹp. Vô tình cái chất nhầy nó dính vô tay của anh mà anh quên không lao, anh đi về nhà xong rồi cái anh gặp vợ anh, mà lúc bây giờ anh không nấu cơm cho anh ăn, anh tức quá anh mới dùng cái lực bàn tay của mình anh tát. Trời ơi, mà tát tới đâu chị da mịn tới đó, da đẹp tới đó, da hồng hào tới đó.
Kể từ đó người ta biết cái công dụng của con sên, và con sên nó tìm kiếm bạn tình cũng như vậy luôn. Ví dụ con sên cái nó bò, bò đi em, bò đi. Đúng rồi. Không, tôi đi kêu bò bò. Thì cái chất nhầy của con ốc sên cái sẽ rê theo cái đoạn đường đi. Con ốc sên nó không có thấy đường nha em nha. Và khi mà con ốc sên đực nó đi vô cái vết nhầy của con ốc sên cái đài, thì nó sẽ đi theo cái vết đó và nó nghe cái mùi, nghe như mùi nữ vậy đó. Em biết. Và nó khi nó tìm cái chất nhầy đó, cái chất nhầy đó là thu hút, cái mùi đó là quyến rũ. Rồi nếu nó như mà kết hợp với nhau rồi, cái chất nhầy nó tạo được cái xúc tác. Chốt chốt đi anh, chốt đi anh. Ốc bu rồi, ốc bu. Ốc sên. Chốt chất nhầy. Xin cảm ơn. Và Phương Lan tin hay không? Dạ em tin. Hay quá. Tin là sự lựa chọn chính xác. Thưa quý vị thân mến, ốc sên bị điếc và gần như bị mù vì mắt nó chỉ nhìn thấy bóng mờ. Để tìm bạn tình, chúng dựa vào mùi khi lần theo những vết nhờn mà không khác để lại. Ồ, vậy là bài thơ nó có thiệt ha anh? Bài thơ, có thiệt. Bài thơ gì? Đọc lại nào. Thu đi để lại lá vàng, sên đi để lại chất nhờn đáng yêu. Nếu như vậy là chất nhờn nó phải lâu lắm á, tại vì con ốc sên nó bò rất là chậm. Vậy là cái mùi hương cũng như là cái nó lâu bốc hơi. Lưu hương 48 tiếng. 48 tiếng lần hả? Ôi, nó lâu chứ lắm. Chứ đợi con ốc sên đực mà nó bò tới là khô, chất nhạy thì khô. Phương Lan đã có hai dấu ít rất là thuận lợi. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là gì? Chặn. Và nếu như bạn chọn Hardy Wall mà bạn trả lời chính xác thì bạn chặn được. Còn không chính xác thì ô đó không được ngẫu nhiên mình có, mà mình phải trả lời. Dạ yeah. Rồi, bạn sẽ chọn? Em chọn chị Hardy Wall để chặn chị Hardy Wall. Hardy Wall sẽ có câu hỏi như sau. Động vật nào phải mất đến 30 ngày để tiêu hóa hết một bữa ăn? Dữ em. Em biết rồi đó. Đây, đây, phân tích. Đầu tiên em sẽ nhắc tới con bò. Con bò nó hay nhai qua nhai lại, nó ốp xong rồi thì nó ở. Đúng rồi, nó nhai qua nhai lại, nhưng mà cái đó cũng mất khoảng chừng 2-3 ngày thôi. Cho nên không phải là con bò. Thôi Hardy, Hardy chọn là con rắn. Tại vì em đã chứng kiến là con rắn ăn rất là ít, nhưng mà ăn một lần là ăn rất là nhiều. Giống như là một lần ăn là ăn nguyên một con gà. Ăn một lần nhưng mà nó chứa được một tháng. Em đã chứng kiến rồi. Con rắn nó bỉ lắm á. Thôi dừng lộn. Trang lộn trang không? Vậy là cái con gì mà màu vàng vàng mà nó mọc mọc mà nó con dài trăng, vậy? Trăng. Vậy là con trăng. Con trăng. Dạ, vậy là con trăng. Là sự lựa chọn của Hardy Wall. Xin hỏi Duy thân mến, bạn có tin hay là không? Em tin. Tin. Đó là sự phân tích của Hardy Wall. Ủa, nếu như mà con trăng nó nuốt con nhím là nó tự tiêu luôn đó. Tự tiêu luôn đó. Con trăng nó tiêu luôn, nó không nuốt con nhím đâu em. Nó nuốt con lập. Và sự lựa chọn của Duyên là sự lựa chọn. Không chính xác. Không chính xác. Không chính xác. Đáp án của chương trình là con lười. Nó lười. Con lười kém đa dạng dinh dưỡng, ít di chuyển tìm thức ăn. Con lười có thể mất hàng tháng trời để tiêu hóa hết một bữa ăn. Vì vậy nó hoạt động cũng rất ít để sử dụng, càng ít năng lượng càng tốt. Bởi vì hồi xưa ở gần nhà em có anh kia, anh nuôi con trăng và anh cho nó ăn mỗi ngày. Dạ, nhiều bạn không biết con lười diễn nào. 2-3 con lười. Cái đó con quỷ á. Chị diễn cái con quỷ gì vậy? Con này là con zombie con gì á? Cái phim mà phim Zootopia đó, Zootopia nó có con cái con lười chắc. Đúng rồi. Lười. Thưa quý vị thân mến, như vậy là Duyên đã lựa chọn là Hardy Wall và không chính xác. Thế nên cái ô này hiện tại vẫn còn bỏ trống. Và nếu như bây giờ Phương Lan muốn chọn vẫn được, và sẽ có thêm một câu hỏi riêng biệt dành cho Hardy để quay trả lời. Dạ thì chị có ngại đứng lên nữa không ạ? Ngại gì nữa em cứ hỏi đi. Dạ em mời chị. Dạ chị Hardy Wall. Hardy Wall được chọn. Hardy Wall. Câu hỏi dành cho Hardy như sau. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị
đã trao tặng tước hiệu thành viên hoàng gia MPE cho ban nhạc nào? Và theo em biết là nhóm đó là rất nổi tiếng trên thế giới luôn. Ví dụ như là châu ABBA hay là châu sao đó chị? Châu Âu ai cũng biết hết luôn. BTS. Ví dụ như là ABBA hay những nhóm nhạc mà thời thập niên trước á. Harry thì nghĩ là cái nhóm này. Backstreet Boy. Nhóm. Backstreet Boy hả? Beatles. Beatles hả chị? Beatles. Dạ. Em thì em không, thực sự câu này em không biết thiệt. Harry Potter mến, hãy chốt lại đáp án. Nhóm Beatles. The Beatles. The Beatles. Phương Lan, bạn có tin hay là không? Dạ thì em tin. Và đây, The Beatles là một sự lựa chọn của Harry Potter. Và Phương Lan tin. Harry thì nghĩ là cái nhóm này. Backstreet Boy. Nhóm Backstreet Boy hả? Beatles. Beatles. Sự lựa chọn của Phương Lan là sự lựa chọn chính xác. Đây, thưa quý vị, nhóm The Beatles có 4 thành viên sinh ra tại thành phố cảng Liverpool của Vương quốc Anh, là ban nhạc phổ biến thể loại rock and roll, thịnh hành trong giới trẻ phương Tây và quốc tế, gây ảnh hưởng rất lớn đến nếp sống và lối cảm nhận âm nhạc nhiều thế hệ. Năm 1965 là tất cả anh em chúng ta chưa sinh ra. Nữ hoàng Anh đã ban tặng danh hiệu MPE cho 4 thành viên của ban nhạc The Beatles. Wow. Và như vậy, người chiến thắng ở vòng đầu chính là Phương Lan. Wow. Và như vậy, thưa quý vị, Duyên sẽ dừng lại và ra về với giải thưởng là 8 triệu đồng. Và chúng ta ngay bây giờ cùng với Phương Lan bước vào vòng đặc biệt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Chọn Ai Đây. Chúng ta cũng đã thấy cô gái Phương Lan đã đến vòng đặc biệt rồi. Và hiện tại trong tay cầm chắc 10 triệu đồng. Dạ. Còn nếu như mình xuất sắc hơn, mình chọn đúng vị trí, may mắn hơn nữa thì chúng ta có được số tiền trong một cái phong bì mà chúng tôi đã đưa cho nghệ sĩ từ phút ban đầu. Dạ. Dạ. Bây giờ xin hãy chọn. Dạ, hồi nãy từ đầu là em cũng đã chọn để chọn cũng 5-6 anh chị rồi. Nên bây giờ tới vòng cuối là còn Jun Phạm. Jun Phạm. Vì sao không chọn những người như là Lê Dư Bảo Lâm? Anh nói nhiều quá, nói nhiều quá. Nói nhiều quá. Em nói giỡn á, tại vì tới đây là cũng muốn giao lưu với mấy anh chị mà. Ôi, nãy giờ là... ơi. Hoàng quá. Cái nết em rụt rè đúng không em Lan? Cái sống thật đi Lan à. Cái câu mà tới giao lưu với mọi người nghe nó rất là kinh điển. Mọi người tốt bắt mai lại đi. Bây giờ là câu hỏi từ chương trình. Người phát minh ra khẩu trang y tế đầu tiên trên thế giới là người nước nào? Thật ra thì Jun cũng không chắc lắm đâu, tại vì cái này cũng khó quá. Nhưng mà mấy ngày nay là cũng nhưng mọi người biết là có một cái bệnh rất là nguy hiểm, nên tôi cũng có tìm hiểu một chút xíu về khẩu trang này nọ. Tại vì tất cả mọi thứ như anh Giang nãy nói là từ châu Âu hết, thì thường là sẽ là Đức, thứ hai là Pháp và thứ ba là nước Nga. Nhưng mà theo tôi cũng đoán thì là thuộc về nước Pháp. Lẽ ra câu này phải hỏi Lê Dư Bảo Lâm mới đúng rồi. Sao? Cái khẩu trang y tế là người phát minh ra là người Ả Rập Xê Út. Là em thấy mấy người mà ra ngoài đường những phụ nữ mà họ những cái miếng vải che lại để bảo vệ, như là không cho trai nhìn vô gương mặt, không cho trai nhìn. Và một ngày nọ là một những người đàn ông đó họ nói tại sao mà người phụ nữ được che như vậy mà người nam không được che. À, có lý. Cái họ lấy cái ý tưởng từ những cái khăn của người nữ của Ả Rập Xê Út. Họ sáng tác ra cái khẩu trang y tế để bịt bảo vệ. Và cái khẩu trang y tế đó xuất phát từ Ả Rập Xê Út là chắc chắn luôn, không chọn anh sai lầm. Đây đây, anh cung cấp thêm cho em thông tin nè. Đó là khẩu trang y tế, còn khẩu trang đi nắng là ở Việt Nam. Hãy phân tích và đưa ra lựa chọn cuối cùng đi nào. Chú Phạm. Gun thì vẫn là Paris, Pháp. Pháp. France. Và bây giờ xin hỏi Phương Lan thân mến, bạn tin hay không tin? Dạ em. Tin. Thưa quý vị thân mến,
Phương Lan sẽ mang về được bao nhiêu tiền. Hiện tại nó có 10 triệu đồng. Và nếu may mắn thì mang về thêm số tiền ở trong phong bì mà Trương đang cất giữ. Và lựa chọn tin vào Trương, người Pháp, là người phát minh ra khẩu trang y tế đầu tiên trên thế giới, là sự lựa chọn. Mọi người biết là có một cái bệnh rất là nguy hiểm, nên tôi cũng có tìm hiểu một chút xíu về, tại vì tất cả mọi thứ như anh Giang nãy nói là từ châu Âu hết, thì thường là sẽ là Đức, thứ hai là Pháp và thứ ba là nước Nga. À, nhưng mà theo Jun dự đoán thì là thuộc về nước Pháp. Đưa ra lựa chọn cuối cùng đi nào. Jun thì vẫn là Paris, Pháp. Phương Lan thân mến, bạn tin hay không tin? Tin. Lựa chọn tin vào Jun là sự lựa chọn. Chính xác. Cảm ơn em đã tin anh. Dạ, cảm ơn. Thưa quý vị thân mến, chiếc mặt nạ y tế phiên bản đầu tiên của khẩu trang ngày nay được phát triển tạo nên bởi các bác sĩ phẫu thuật người Pháp. Bác sĩ phẫu thuật người Pháp tên là Paul Berger vào khoảng năm 1897. Khẩu trang trong những năm đầu thế kỷ 20 được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực y tế để tránh lây lan các bệnh truyền nhiễm giữa bệnh nhân và bác sĩ. Nó không hề đến từ Ả Rập, Xê Út gì của đó. Đây là phát minh của người Pháp. Hiện tại trong tay của Phương Lan đang có 10 triệu đồng và một chiếc phong bì. Mở đi Jun ơi. Mở ha. Jun hy vọng là 10 triệu nha. Không, giới thiệu bao nhiêu cũng được. 10 triệu. Có khi nào không có đồng nào không? 6 số 0 đã xuất hiện, có nghĩa là tiền triệu. Chắc chắn là tiền triệu. Và con số cuối cùng rồi, vẫn là con số 0. 2 triệu đồng. Như vậy là Phương Lan chiến thắng ở vòng đặc biệt và mang về tổng giá trị tiền thưởng cuối chương trình là 12 triệu đồng. Wow. Mời tất cả cùng mở phong bì nào. Rồi, 10 triệu đây nè. Trời ơi, anh Hoàng Quang Hiếu, 10 triệu. 10 triệu, Hoàng Hiếu. Chị Diêu vậy, chị Mary. 4 triệu. Anh Hiếu cao nhất. Anh Hiếu giàu hết chưa? Không sao cả, ngày hôm nay em xuất sắc là người cuối cùng tồn tại với chương trình và mang về 12 triệu đồng tiền thưởng. Số tiền không quá cao nhưng không hề nhỏ. Nó sẽ giúp chúng ta mua bột để về làm bánh bột lọc tiếp theo, giúp gia đình. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị, những người đã yêu thương chương trình mà ngồi tới giờ này để xem chương trình của chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ tôi xin hỏi nè, cái nét nào mà của Buka mà nãy Hồ Hiếu diễn vậy? Anh Hiếu nãy diễn sao vậy? Cái gì mà? Thôi thấy ghê, thấy ghê. Em chưa bao giờ làm cái nét đó luôn, anh chưa bao giờ. Thôi vì cái nét đó là cái nét anh Hiếu muốn làm. Anh Hiếu thích làm như vậy rồi.